lên giường nhỏ bé đang cố cầm cự nơi hồ nước lạnh lẽo. Trái tim run sợ đập liên hồi. Nếu không thể lên bờ, chân nó sẽ mỏi và chìm mất. Nhưng lên bờ bằng cách nào đây? Khi những kẻ đối khác đang bủa vây trên cạn, chó hoang đông đúc với vẻ mặt thật đáng sợ. Chúng nhìn ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dưới nước. Linh Dương cố bơi đến nơi cách xa chúng để tìm kiếm cơ hội sống, nhưng chúng vẫn dí theo liên tục. Đường lên bờ bị chặn đứng. Linh Dương lại bơi ra giữa hồ. Những kẻ đối khác không chịu nổi nữa. Một kẻ đã quyết định lao xuống, bởi chúng cũng biết bơi. Kẻ đi săn hùng hổ lao về phía con mồi. Rất nhanh, nó là một tay bơi cừ khôi. Bắt được rồi, nhưng sự trơn trượt của nước đang giúp Linh Dương phản công lại. Hãy nhìn con hà mã này. Chó hoang đang thực hiện cuộc săn trong lãnh thổ của nó. Đó là điều cấm kỵ, bởi hà mã là kẻ hung hãn và bảo vệ lãnh thổ nghiêm ngặt nhất châu Phi. Nó rất tức giận trước sự hiện diện của các vị khách không mời. Linh Dương đang cố gắng thoát khỏi sự tấn công của chó hoang, trong khi kẻ đi săn cũng cố hết sức kéo con mồi lên bờ. Hà mã đã hành động. Bầy chó đông, nhưng chúng đều sợ hà mã nên không dám bước xuống phụ đồng loại. Thêm cú tấn công chớp nhoáng này, Linh Dương tội nghiệp đã kiệt quệ. Hung thần hà mã xông đến, đám chó buộc phải từ bỏ con mồi, lũ lượt chạy lên bờ thoát thân. Bởi chúng biết ngay cả sư tử khi lột vào lãnh địa hà mã còn khó sống. Linh Dương như bị mất tích. Thực ra nó đã cạn kiệt sức lực và không thể sống tiếp. No. Vĩnh biệt sự chiến đấu kiên cường của một Linh Dương nhỏ bé. Nếu có cơ hội sống tiếp, nó sẽ không thể vượt qua được cửa tử thứ hai là hung thần hà mã.